Việc làm dũng cảm của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư cho thế giới, phần 2. Ngay lúc này tôi không có chó nhé. Nhớ họ nhưng không có họ. Giờ hôm qua nghe nói cô chó bị thương vì cô chó hoang. Cô đã trốn khỏi hàng rào vườn lớn và sau đó đi ra ngoài và rồi bị sa vào bẫy thú. May mắn là cô chó trốn thoát và trở về nhà nhưng bị thương nặng. Chân bị sa bẫy và bị thương nặng. Không biết cô trốn thoát bằng cách nào, nhưng cô chó nói với tôi cô đã dùng thần thông để trốn thoát. Bởi vì làm sao có thể thoát khỏi bẫy động vật khi chân hoàn toàn bị kẹt trong đó, sưng tấy và chảy máu. May mắn là cô chó đã trốn thoát và về nhà. Tất nhiên tôi viết cho mọi người, bảo họ đi tìm cô chó suốt ngày đêm. Và họ đã tìm được cô chó, nhưng cô chó rất sợ người, cô chỉ tin tưởng vài người thôi. Cô chó tin tôi nhưng không tin nhiều người khác, ngay cả những người chăm sóc cho cô. Họ vẫn có thói quen dọa dẫm này, vì vậy ngay cả những người chăm sóc cho chó không lâu sau cô chó sẽ bỏ chạy nếu họ gọi cô hoặc đến gần cô. Thế nên cô chó lại bị mắc bẫy trong một hố nhỏ rất khó khăn, nhưng may mắn là họ đã đem cô ra và đưa đi bác sĩ rồi. Tôi nghe nói về đó, nhưng dĩ nhiên tôi chưa gặp cô chó. Tôi đã cầu nguyện cho cô chó, tìm kiếm cô chó, nói chuyện với cô chó và cô chó nói cô ở rất xa, rồi nói đang ở gần, sau đó lại ở xa, rồi lại ở gần. Thế là tôi biết cô đã bị mắc bẫy. Sau một lúc, vì vậy tôi yêu cầu họ đi khắp nơi xem liệu cô chó có bị mắc kẹt giữa hàng rào. Nhưng cô không bị mắc kẹt ở đó. Cô chó đã bị mắc bẫy ở một nơi khác gần đó. Nhưng không phải giữa hàng rào và mặt đất, tôi nghĩ cô chó có thể đào lỗ và thoát ra. Đó là cô chó mà đã trốn ra ngoài. Thường thì cô chó không làm vậy trước đây, cô luôn trở về. Cô đi khắp nơi trong rừng, xung quanh rừng, nhưng cô không bao giờ đi ra ngoài. Nhưng hôm đó có thể cô chó đã tìm thấy lỗ hổng, rồi cô có thể đào nó lớn ra, đào và đi ra dưới hàng rào bằng cách nào đó. Và sau đó tôi hỏi, cô chó nói, ồ, chỉ là thói quen, cô chó chỉ phải đi thôi. Và sau đó nghiệp chướng thúc ép. Tôi nói, cớ hay đấy, cớ hay. Tôi không giận cô chó, nhưng nói ta quá lười, không muốn nói chuyện với con nữa. Nếu ta không bao giờ gặp lại con, thì con biết tại sao ha. Tôi giả vờ nổi giận. Tôi nói, ta giận con. Con làm cho mọi người lo lắng và làm ta lo lắng. Cả đêm không ngủ được, lo lắng cho con. Và đi tìm con. Lo lắng, bởi vì ta biết con đang bị mắc bẫy ở đâu đó. Nhưng trời đã tối rồi, rất khó tìm những cái bẫy đó. Quý vị không thể tới được, chỉ động vật thôi. Không có đường đi, không gì cả. Mọi người, các sư huynh tỷ của quý vị không thể thấy bẫy vào ban đêm. Ngoài ra còn có các bẫy khác, chắc chắn vậy. Và nếu tôi phái họ đi vào ban đêm, đi quanh đó, chính họ sẽ bị sa vào bẫy, bước lên bẫy. Trước đây xảy ra rồi. Một trong những thường trú, khi chúng tôi ở Bình Đông trước kia, anh ấy vừa rời đi đâu đó lang thang vào rừng sâu ở đó, và rồi anh ấy bị sa vào bẫy, chân bị mắc kẹt trong bẫy. Và anh ấy không thể thoát ra, vì người ta xích bẫy của họ vào cây cối hay gì đó, không ai có thể gỡ ra được. Và bẫy rất mạnh, họ có ý định đánh bẫy động vật to khỏe như lợn, lợn rừng. Vì vậy họ phải làm bẫy chắc chắn, không ai có thể gỡ được bẫy, con người không thể gỡ được. Dạ thưa sư phụ, với một dụng cụ đặc biệt, dĩ nhiên họ phải làm gì đó mới gỡ được bẫy, dùng tay không thì không thể. Vì vậy anh ấy đã bị sa bẫy và nằm đó. Ồ, tôi đã phái mọi người đi tìm anh ấy, cuối cùng cũng tìm thấy và dĩ nhiên đưa anh đến bác sĩ. Dạ thưa sư phụ, vậy nên cho dù tôi biết nơi cô chó bị sa bẫy, tôi nói với sư huynh của quý vị, cô chó bị mắc bẫy ở đâu đó, có thể gần hàng rào, vậy hãy tìm bên trong hàng rào và bên ngoài hàng rào nữa. Nhưng trời đã tối quá rồi, họ không thể tìm thấy gì, và tôi không muốn phái họ đi xa hơn, bởi vì tôi lo họ cũng sẽ bị sa bẫy. Dạ sư phụ, sau đó tôi biết chỗ, nhưng trời đã tối lắm rồi, nên vào buổi sáng tôi nói, buổi sáng tiếp tục đi tìm vì đêm khuya quá rồi.
Cuối cùng họ cũng tìm được cô chó. Cô chó đã thoát ra rồi, cuối cùng đã thoát ra bằng thần thông của cô. Phải mất rất nhiều giờ cô chó mới tự thoát ra được. Không phải như có thần thông là mình gỡ được liền như thế, còn tùy. Trước đây cô chó dùng thần thông để mở dây xích mà chúng tôi xích cô. Dây xích để cho cô chó không bỏ chạy đó. Phải, ở Thái Lan tôi đã làm vậy. Vì khi lần đầu tôi bắt được cô chó luôn chạy trốn và trở lại bất cứ khi nào muốn vì những chó con bên trong. Nhưng tôi lo lắng cô chó đi ra ngoài ăn rác, nên tôi phải xích cô chó lại. Nhưng bên cạnh tôi, ý nói là bên ngoài cửa để cô chó có không khí trong lành, nhưng chúng tôi ở trong nhà vẫn có thể nhìn thấy cô chó. Vì trước đó chúng tôi dùng dây mềm và vòng cổ mềm, cô chó đã cắn đứt hết. Cô chó cắn đứt hết ngay lập tức và chạy mất. Chúng tôi nghĩ chỉ xích lại trong khi chúng tôi ăn. Dạ vâng sư phụ. Cô chó không thích vào nhà nên tôi nói, được, con ở ngoài này trên hiên nhà. Chúng tôi có một sợi dây dài, rất dài để cô chó có thể tự do một chút. Và dây bằng sắt hết, nhưng cô chó đã dùng thần thông để mở xích. Cô chó không cắn, không thể. Quý vị biết dây xích chứ? Dạ biết. Họ dùng dây xích cho chó, như đưa chó đi dạo này nọ. Xích không dày lắm, nhưng đủ dày. Dạ sư phụ, người ta cũng dùng dây xích để khóa cửa, có lẽ dày khoảng nửa mm. Cỡ cô chó thì dùng xích mỏng hơn, nhưng cô dùng thần thông để mở xích và đi mất. Xích không bị cắn, không giống như mở, nhưng đã mở và chạy mất. Bởi vì nếu cô chó chạy trốn đi ăn rác và ra những nơi dơ bẩn, rồi trở lại, thì sẽ làm chó con bị bệnh, bởi vì chó con bú cô chó. Thành ra tôi không muốn cô chó đi ra ngoài nữa, nhưng cô vẫn luôn làm vậy. Nên lần này cô chó đã dùng tất cả sức mạnh để phá bẫy sau đó, rồi thoát ra và trở về nhà. Nhưng khi các cô gái chăm sóc chó gọi cô chó, tôi nghe nói được báo cáo, nhưng không thấy hết chuyện này. Tất nhiên tôi không ở đó. Và cô gái nghe và nhìn thấy cô chó rồi gọi, nhưng cô chó đã bỏ chạy. Đây là người chăm sóc cô chó nhưng mới hơn người kia. Ngay cả người kia, bất cứ khi nào họ đến, chó không chịu tới họ. Phải bằng cách nào đó mang chó vào một căn phòng trước và đeo vòng cổ vào. Sau đó đeo dây buộc vào, rồi mới có thể đi. Họ có thể đưa cô chó đi ra. Trời ơi, cô chó đó cứ luôn làm cho tôi đau buồn và lo lắng rất, rất là nhiều. Nhiều lần không phải luôn luôn, nhưng nhiều lần. Khi nào cô chó cố tìm cách trốn khỏi phòng hay gì đó, tất cả chó đều cảnh báo cô, sủa om sòm cả lên. Trước đây khi họ ở bên tôi lúc đó, cũng lâu rồi, lúc đó chúng tôi ở với nhau và nếu tôi không có mặt, cô chó sẽ cố tìm cách cắn cửa sổ, nhảy ra và tất cả chó sủa cô, nói, không, không được, đừng đi, không, không, không. Và rồi tôi nghe thấy tiếng chó sủa như chuông báo động. Chao ơi! Tôi quay lại và sau đó cô chó làm ra vẻ mặt kiểu như vui nhưng xấu hổ. Như vậy đó. Tôi nói con, lại con nữa hả? Và sau đó tôi phải khép cửa sổ đó, đóng luôn. Hé cho rất ít không khí vào thôi. Nhiều cửa sổ nên chúng tôi có thể hé ở đây một chút, ở đó một chút để họ có đủ không khí trong lành. Và chúng tôi có máy lạnh bên trong. Có quạt, có máy thông gió, có đủ thứ cho họ. Nếu tôi mở hết cửa sổ và dùng không khí tự nhiên thôi, cô chó sẽ cắn hết. Quý vị biết cửa sổ lưới sắt chứ? Dạ biết thưa sư phụ. À, bằng sắt. Cô chó cắn lưới, lỗ lớn, lớn lắm. Đây không phải là lần đầu tiên. Cô chó đã phá hủy nhiều thứ như vậy ở Thái Lan. Cô chó đã phá hủy toàn bộ các bức tường bên trong và các cửa sổ của một trong những phòng kho nơi tôi giữ họ. Bởi vì đó không phải là nhà của tôi. Tôi đã thuê từ một anh đồng tu ở Thái Lan. Chỉ trong thời gian đó, chờ những chú chó có thể đến Đài Loan Formosa vào lúc đó. Rồi thì dĩ nhiên tôi ra vào nhà kho, ngồi với họ này nọ. Nhưng không thể ngồi đó 24/7. Khi nào tôi không có đó, là cô chó cắn thủng một phần tường, và sau đó phá hủy hoàn toàn.
Chào ơi. Ôi trời ơi, sau này vì bức tường đã hỏng hết và tôi không muốn cô chó tiếp tục cắn nữa. Tôi lo cô chó sẽ bị bệnh bởi vì bức tường có xi măng và các chất khác, nên tôi phải mang cô chó vào trong nhà cùng với các con của cô. Dù đó không phải là nhà của tôi, nhưng tôi nói sẽ trả tiền cho bất kỳ thiệt hại nào. Tôi đã trả. Dù sao cô chó cũng làm hư các cửa sổ khác và lại ra ngoài nữa. Cô chó có thể mở cửa sổ, mở cửa, mở khóa. Nhưng rồi cô chó để tôi ở gần. Cô chó đã cho tôi ở gần sau 1 tuần, hoặc tối đa 10 ngày. Cô chó để tôi đến gần, cho cô ăn và bồng cô lên vai, đi khắp nơi và đưa cô đi dạo. Dĩ nhiên có vòng cổ và dây xích. Dạ sư phụ, nhưng nếu tôi để cô chó một mình, cô sẽ cắn mọi thứ, dây xích, vòng cổ, bất cứ gì, rồi ra ngoài. Chó làm bác sĩ ở đó xấu hổ, bác sĩ thú y. Vì khi lần đầu tôi bắt được cô chó trong nhà để xe, bác sĩ thú y đã vào đeo dây cổ cho cô chó và đeo dây xích cho cô chó và đưa cô chó ra ngoài vườn. Vườn của căn nhà Thái Lan đó. Và tự hào nói với tôi, bà thấy không, bà phải đối xử với cô chó, nói chuyện với cô như bạn gái vậy. Tôi nói, ồ hay quá, ông nói chuyện với cô chó sao? Và bây giờ cô chó cảm thấy như là bạn gái sao? Ông ấy nói, vâng. Nhìn cô chó kìa, nhìn cô chó kìa. Và rồi vù một phát, cô chó đi giật lùi, tự thoát khỏi vòng cổ. Ồ, cô chó chạy giật lùi, rồi vòng cổ chỉ tuột ra phía trước. Và cô chó nhảy cao 2 mét bằng bàn chân của cô. Loại hàng rào này là như thế này. Có lỗ như vậy, cô chó để bàn chân của mình vào lỗ và leo lên giống như đi cầu thang. Ồ, chào ơi! Chỉ mất 1 giây, thậm chí chưa tới là ra ngoài rồi. Và bác sĩ thú y đứng đó, tôi nói, hả, bạn gái của ông đi mất rồi. Ông ấy không biết phải nói gì. Và chúng tôi phải tìm nhiều kế để bắt cô chó. Chúng tôi dùng như là máy gom lá vườn, loại lớn có lỗ, cái rổ lớn, chụp vào cô chó, rồi mang cô chó vào phòng. Và sau đó dĩ nhiên, tôi luôn ở trong nhà. Nhưng tôi không muốn cô chó ở trong nhà, bởi vì cô chó thích ở ngoài, thì tôi để cô chó trong nhà chỉ lần đó. Và cô chó đã dùng thần thông phá đứt dây xích và đi, đi mất, chỉ như thế đó. Chào ai! Master Thanh Hải Vô Thường Sư hội thảo trực tiếp cùng với nhân viên truyền hình Vô Thường Sư vào ngày 15 tháng 12 năm 2020.